Chào các bạn, hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn cách cắt một chiếc áo cổ áo mà cổ béo xếp ly. Trước hết các bạn chuẩn bị cho mình một chiếc dập thân áo căn bản. Chiếc dập thân áo căn bản các bạn có thể sử dụng dập thân áo căn bản có ly chiết hoặc dập thân áo căn bản không có ly chiết. Các bạn chuẩn bị cho mình làm hai dập. Một dập thì chúng ta sẽ vẽ phác thảo cái phần bèo lên, còn một dập thì chúng ta dùng để cắt áo. Cái cổ áo này của chúng ta thì chúng ta sẽ cắt cổ tròn từ cái vòng cổ cơ bản này thì chúng ta sẽ khoét ra đây khoảng 2 cm. Khoét cái vòng cổ cơ bản này ra 2 cm ạ. Mình sẽ khoét cả hai cái trước và sau ạ. Đó, từ cái phần cổ cơ bản này thì các bạn sẽ khoét cho mình cái cổ tròn là khoảng 2 cm từ cái vòng cổ cơ bản nhé. Cái phần áo cổ bèo này thì các bạn có thể tùy các bạn có thể làm cổ thuyền cũng được. Nếu mà các bạn mong muốn làm cổ thuyền thì các bạn có thể làm cổ thuyền. Đó, sau đó thì các bạn sẽ cắt đi ra theo cái đường này. Thân sau chúng ta cũng sẽ khoét 2 cm đi tương tự như vậy nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đem phác thảo cái phần bèo này lên trên cái dập thân áo này. Còn một cái dập thân áo kia thì chúng ta sẽ để đấy để chúng ta sẽ cắt vải của thân áo. Trước hết phần trên phía vai này các bạn lấy ra đây cho mình là 4,5 cm. Phần bèo phía vai là 4,5 cm. Phần bèo phía trước ngực các bạn sẽ lấy xuống đây cho mình là 20 cm. Đó. Sau đó thì các bạn sẽ đi đánh cong, lượn cong cái phần bèo này giống như là chúng ta mong muốn đấy ạ. Các bạn có thể sử dụng thước cong nhé. Đó. Cái phần bèo của chúng ta sẽ đi qua cái đỉnh ngực như này. Đây chỉ là phác thảo thôi, lát nữa chúng ta sẽ điều chỉnh thêm cái phần bèo này. Sau đó thì cái phần phía trên của cái cổ này, các bạn sẽ lấy ra đây cho mình là khoảng cách giữa các cái ly này là 3,5 cm ạ. Đó, khoảng cách giữa tất cả các cái ly này 3,5 cm. Trước cái ly thứ nhất thì các bạn sẽ hướng về phía đỉnh ngực giúp mình. Đó, cái ly tiếp theo thì các bạn cũng sẽ mở ra khoảng tầm đây đến 8 cm đến đây. Đó. Cái này thì sẽ ở giữa cái khoảng này. Đó. Đấy, các cái ly này nó sẽ đi theo cái hướng như này, hoặc là cái này các bạn có thể đi xuống nu xuống đây một chút cũng được. Không xuống đỉnh ngực mà đi xuống đây một chút cũng được. Đó. Sau đó thì các bạn sẽ cắt cái phần bèo mà chúng ta đã phác thảo ra đây. Đó, các bạn sẽ cắt ra. Và chúng ta sẽ sử dụng cái này để biến đổi nhé. Các bạn chú ý giúp mình là chúng ta sẽ có 1 ly, 2 ly, 3 ly ở đây đúng không ạ? Và có 1 ly ở chính giữa, 1 ly ở chính giữa để gấp ập vào phía thân của áo. Thế thì ở cái ly này đúng không ạ? Cái đây là cái ly số 1 đi. 2 3 4. Tổng chúng ta sẽ có 4 ly xếp ập về phía giữa trung tâm. Thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình mỗi cái ly này là bằng một cái hình thang như này. Hình thang như này. Và là gập đôi như này. Và cái đáy của nó, cái đáy của cái hình thang này sẽ bằng cái đoạn này. Được chưa? Sẽ bằng với cái đoạn này, bằng hoặc lớn hơn cái đoạn này một chút. Sau đó thì các bạn sẽ dán vào. Đó, các bạn dán khít vào cho mình như này. Các bạn dán khít vào như này, sao cho cái phần trên chỗ hình thang này này đúng với cái điểm của cái đường xếp ly này.
Sau đó thì các bạn chỉ cần dán cố định lại là được. Đó, đây bây giờ chúng ta đã có một cái ly thứ nhất về phía bên đây. Tiếp theo các bạn sẽ mở ra cho mình cái ly thứ hai. Cái ly thứ hai này cũng tạo ra cũng tương tự như vậy. Cái đáy của nó cũng bằng cái này luôn. Và cái phía bên trên này thì cũng bằng với cả cái đoạn 3,5 cm đây. Các bạn nhớ dán cho nó khít vào nhé. Đó, các bạn dán khít và sau đó thì các bạn sẽ dán nối tiếp vào đây. Được chưa ạ? Các bạn sẽ dán lại như này cho mình. Đó, các bạn sẽ dán lại như này này. Các bạn dán cái mé bên này vào đây này. Nhìn thấy chưa ạ? Bên cạnh đã cạnh này của hình thang này. Đó, còn cái cạnh bìa phía bên đây đúng không ạ? Thì các bạn sẽ dán vào cái phía bên trên này. Sao cho khi gập vào thì hai cái này nó trùng khít vào nhau như thế này. Đó, các bạn nhìn thấy cái hình mình dán chưa ạ? Mình dán cái cạnh này vào với phía bên ngoài của đường cắt này. Cái cạnh của hình thang, cái cạnh phía trong này thì vào với cái phía trong của đường cắt này. Sau đó thì các cái đường này mình cũng làm tương tự như vậy. Các bạn có thể đánh dấu để khi mà các bạn dán nó sẽ khớp vào. Đó. Đây là cái ly tiếp theo. Cái ly cuối cùng chúng ta cũng làm tương tự như vậy nhé. Đó, đã xong cái phần mà chúng ta đã dán thêm những cái này vào để xếp ly. Bây giờ chúng ta các bạn sẽ đi đánh cong làn đều nó. Làn đều cái phần dập này của chúng ta. Được chưa? Đó. Thì cách thức mà chúng ta làn đều thì chúng ta sẽ đi làn tất cả những cái điểm ngắn hơn nhá. Chúng ta sẽ không đi qua những cái điểm dài hơn mà chúng ta sẽ đi cái đường này cho nó đi qua những điểm ngắn hơn ạ. Đó, các bạn sẽ đánh làn đều ra phía này. Được chưa? Các bạn sẽ vẽ một đường cong đều.
Đấy, đường cong đều từ đây đi qua các cái điểm thấp hơn. Đó, được chưa? Mình đã tô lại cho các bạn nhìn cho rõ đây. Đó. Cái phần này thì chúng ta sẽ mở ra, bởi vì cái ly ở giữa này thì chúng ta sẽ gập vào giữa. Các bạn nhìn thấy chưa? Và chúng ta cũng sẽ làn đều xuống phía dưới như này. Đó. Cái phần ly này chúng ta sẽ mở ra làn đều xuống dưới. Cái chỗ này bị thiếu một chút thì chúng ta sẽ dán thêm một chút giấy vào để chúng ta có thể để đánh cho nó đều. Mình đã dán thêm một cái mảnh giấy vào đây để mình đánh cong đều cái đường cong này. Bây giờ các bạn sẽ cắt ra theo cái đường cong này giúp mình nhé. Đây là cái dập, sau khi chúng ta đã cắt theo cái đường cong này thì chúng ta sẽ được cái dập như này. Bây giờ các bạn gập tất cả các cái ly này lại theo hướng là xếp vào phía đường giữa trung tâm. Sau đó các bạn sẽ cắt cái phần cổ cho mình theo cái đường vòng cổ cũ của nó. Đó, bây giờ cái dập của cái bèo của chúng ta nó sẽ có hình dáng như này các bạn ạ. Bây giờ chúng mình sẽ mang đi đặt lên trên vải và chúng ta sẽ cắt xem cái bèo của chúng ta trông như thế nào nhé. Các bạn mang đặt lên trên vải và các bạn nhớ cộng đường may ra giúp mình. Các bạn nhớ đánh dấu tất cả các cái điểm xếp ly đây để chúng ta có thể xếp ly cho nó đều và đẹp ạ. Sau đấy thì cái phần bên ngoài này thì chúng ta sẽ may viền vào phía trong nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi may và đính lên trên mannequin xem chiếc cổ bèo của chúng ta như thế nào nhé. Đây là chiếc cổ bèo của mình sau khi mình đã xếp ly xong. Sau đó chúng ta chỉ cần đem tra vào thân áo là chúng ta đã hoàn thành chiếc áo cổ bèo. Nếu các bạn thấy video của mình hữu ích, các bạn nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình nhé. Mình cảm ơn các bạn.